À, em xin kính chào cô chú anh chị cả nước trên kênh ạ. Hôm nay là em có về là 20 là cây bông trang một cốt hồng phấn cô chú anh chị ơi. Rồi, một cốt hồng phấn anh. Dạ. Này là một hoàn toàn một cốt hết nghe cô chú anh chị. Có củ luôn. Phí xếp cho anh ơi. Phí xếp thì bên em vẫn là bao xếp toàn quốc ạ. Số điện thoại luôn. Số điện thoại là 0917 359 719. Rồi. Hồng phấn một cốt ha. Dạ. Cây này nói chung là mặt bông có luôn của chú anh chị. Đây, bông rất đẹp của chú anh chị. Dừng. Đây, đó, cái mặt bông. Nha. Dạ. Ok. Cái này là mình kịp chơi Tết nha của chú anh chị. Đây, nó có một cốt, một có củ luôn nha chú anh chị. Rồi, anh lắc nhẹ nhẹ đi. Đó, cái củ chà bá luôn của chú anh chị ơi. Củ to ha. Hôm nay là em bao giá rẻ của chú anh chị luôn nha chú anh chị. Hồng phấn một cốt nha bà con. Hôm nay là giá rẻ sinh viên luôn của chú anh chị ơi. Rồi, cho thông số đi anh ơi. Rồi, em đo cái củ trước nha. Rồi, củ luôn. Rồi, cái củ đặt là 22. Rồi, 22. Bình thân em đo, bình thân tổng nha. Bình thân là 17 hơn, tính 17 của chú anh chị ơi. Rồi, 17 rồi. Cao mặt bầu tới đỉnh là 80. Rồi. Rồi, cây số 1 này em xin giao lưu với giá là 400k. Rồi, 400k. Rồi, bông trang hồng phấn mà con ơi, một cốt. Cái này là bao chơi Tết nghe chú anh chị. Rồi, bao luôn. Đó, đây hoàn toàn là một cốt không chú anh chị ơi. Đó, cái củ chà bá luôn chú anh chị ơi, củ đặc luôn. Củ đặc ha. Dạ. Bông thì bao đẹp không chú anh chị. Đây. Rồi lắc nhẹ cái anh, lắc nhẹ cái đó. Đó, cái củ chà bá luôn chú anh chị ơi. Rồi ok, đo luôn. Rồi em đo củ đặt nó trước nha. Đây, củ đặt vị trí này là 33. Rồi, 33. Hoành thân vị trí này là 13. Rồi. Cao bầu tới đỉnh cũng 80 luôn chú anh chị ơi. Rồi, 80 luôn bà con ơi. Rồi, cây số 2 này em xin giao lưu với giá là cũng 400k luôn chú anh chị ơi. Rồi, 400k luôn bà con ơi. Rồi. Bữa nay là em lên giá này là giá rẻ không chú anh chị? Rồi. Nói chung là hữu nghị dễ chơi. Dạ, hữu nghị dễ chơi nhưng mà trả giá là em đi không nổi nha. Sát rồi phải không? Em chơi sát giá rồi. Sát giá rồi. Đây, cái củ vị trí này là 35. Rồi, 35. Hoành thân vị trí này là 11. Rồi. Chiều cao anh ơi. Chiều cao là 75. Rồi. Xoay luôn. Rồi, cây số 3 này em xin giao lưu giá là 300k luôn cô chú anh chị ơi. 300k luôn bà con ơi. Bông trang hồng phấn đổi luôn. Rồi, tiếp theo bà con ơi. Cao. Đây, cái này thân cao nha cô chú anh chị. Thân cao. Cái này cái củ nó bự lắm nhưng mà nó nằm đất em chưa môi, em chưa có không đo củ nha chú anh chị. Rồi, quá trời củ luôn. Tay đi. Ok. Đó. Bông trang hồng phấn ha. Dạ. Mà hồng phấn rất đẹp của chú anh chị ơi. Hồng phấn. Rồi, hoành thân vị trí này là 16. Rồi ok, 16. Chiều cao này là đúng 1 mét luôn của chú anh chị ơi. 1 mét luôn. Cây này số mấy ta? Số 4 không? Số 4. Số 4. Rồi, cây số 4 này em xin giao lưu với giá là 600k chú anh chị ơi. Rồi, 600 đổi luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp tục là cây số 5. Rồi, dừng đừng quay nha, để cho em coi cái bông cái này. Mặt bông rất đẹp của chú anh chị ơi. Rồi, hồng phấn nha bà con. Rồi, lắc nhẹ đi. Đây, đó, cô chú anh chị thấy cái củ là một cốt mà rõ nét luôn nha chú anh chị. Quá đẹp luôn chú anh chị ơi. Rồi em đo cái củ đặt vị trí này luôn. Củ đặt vị trí này là 30. Rồi 30. Hoành thân chí này là 13. Rồi. Cao luôn ơi. Chiều cao là 80 của chú anh chị ơi. Rồi. Cây số 5 này em xin giao lưu giá là 400k luôn của chú anh chị ơi. Rồi đổi luôn anh ơi. Tiếp tục là cây số 6. Số 6 luôn. Đây cũng một cốt luôn chú chị ơi. Đây cũng bộ đế rất đẹp luôn nha chú anh chị.
Đây. Cái này có nhánh tử mọc luôn nha chú anh chị. Đó. Đó, làm như cái đuôi rất đẹp luôn chú anh chị. Ủa đế khỏi chê nha chú anh chị. Đế rất đẹp luôn. Đế đẹp luôn. Một cốt đế đẹp luôn chú anh chị ơi. Bữa nay là em bán giá này là giá sinh viên quá rẻ luôn chú anh chị ơi. Rồi, đó luôn. Hoành thân vị trí này là 11. Rồi. Cái cũ này em không đo nha. Cũ quá lớn mà em không đo. Chiều cao là 75. Rồi, 75. Cây số 6 này em xin giao lưu giá là 400k luôn rồi chú anh chị ơi. Rồi, đổi luôn bà con ơi. Tiếp tục là cây số 7. Rồi, em này là số 7. Bông trang hồng phấn nha bà con. Nói chung là lô này là hoàn toàn một cốt nha cô chú anh chị. Một cốt hết. Đây, đó, đế nè, dòm cô chú dòm rất đẹp. Rất sắc sảo của chú anh chị ơi. Nhẹ tay luôn. Đó, bộ đế cực kỳ đẹp luôn. Cái này em môi nữa còn đẹp nữa nghe chú anh chị. Mà tại vì môi quá sẽ nó động rễ cây nghe chú anh chị. Rồi. Rồi, đó luôn đó. Rồi, cái củ đặt vị trí này là 29. Rồi, 29. Rồi, thân, quanh thân vị trí này là 13. Rồi, 13. Chiều cao hoặc đầu đỉnh là 80. Rồi. Rồi, cây số 7 này em xin giao lưu với giá là 500k luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, đổi luôn mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. Đây, lại một cây lùng lực mà cũng đẹp nha chú anh chị. Một cốt luôn nha bà con. Tiếp tục là cây số 8. Rồi, nhẹ nhẹ đi. Đây. Cây này nghe dễ, cái này nó cũng mọc nhánh tử lên luôn nha chú anh chị. Đó. Quái như cái đuôi luôn chú anh chị ơi. Đây là cây số 8. Cây số 8, một cốt. Nói chung lô này là hoàn toàn một cốt nha chú anh chị. Rồi, cây dòm. Xoay dòng đi. Cây dòm rất sắc sảo của chú anh chị ơi. Rồi đó luôn. Rồi hoành thân chí này là 11. Rồi. Cái này tổng mình để luôn đi. Tổng mình để chí này là 26 nha chú anh chị. Rồi. Cao bầu đỉnh là 70. Ê, lộn lộn. 68 của chú anh chị ơi. Để nói ăn gian. Rồi cây số 8 này em xin giao lưu giá là 400k luôn chú anh chị ơi. Rồi đổi luôn tiếp theo. Đây, đây một cây tàn rất đẹp rồi chú anh chị. Rồi bài. Đó, cái bộ đế nè. Đó, cô chú anh chị coi bộ đế đây. Từ từ nha. Đó, bộ đế bài rất đẹp rồi chú anh chị. Đế lớn luôn nha chú anh chị. Đó. Đế này rất có giá trị nha chú anh chị. Bông trang hồng phấn bà con ơi. Đế bài mà đế đặt luôn rồi chú anh chị ơi. Rồi ok đó luôn. Hoành cũ vị trí này là 30. Rồi 30. Hoành thân vị trí này là 12. Rồi. Cao một bầu đỉnh là 90. Rồi, cây mã số 9. Em xin giao lưu giá là 600k. Rồi, 600k số 9. Rồi, đổi luôn. Tiếp tục là cây số 10. Số 10. Đây, cây số 10 có bộ đế rất đẹp nha chú anh chị. Đó. Quá trời bộ đế luôn chú anh chị ơi. Một cốt mà đế đẹp, thân đẹp. Rồi lắc luôn. Chung cây này rất hoàn hảo nha chú anh chị. Rồi củ đặc chí này là 31. Rồi 31. Hoành thân chí này là 14. Rồi luôn. Chiều cao 80. Rồi 80. Rồi cây số 10 này em xin giao lưu giá là 700k. Tiếp tục là cây số 11. 11 luôn. Đó, này cái củ rất đẹp không chú anh chị. Luôn. Cái này là cô chú anh chị che tết bà bao bông nha chú anh chị. Lỗi gì anh? Cái này là hồng phấn mà cô chú anh chị ơi. Rồi, bông trang hồng phấn. Bông rất đẹp.
Mặt bông là ok của chú anh chị. Rồi, cũ vị trí này là 38 của chú anh chị ơi. Rồi, 38. Hoành thân vị trí này là 19. Rồi, ok. Chiều cao là 85 của chú anh chị ơi. 85. Rồi, cây số 11 này em xin giao lưu giá là 700k luôn của chú anh chị ơi. Rồi, 700k, ship tới nhà luôn, rồi đổi. Tiếp tục là cây số 12. Đây, cây số 12. Một cốt hết á. Dạ, cái lô này là một cốt hết rồi chú anh chị ơi. Đó, cái củ nè, củ nào của nấy giờ hấp dẫn lắm nghe chú anh chị. Sắc sảo nha. Sắc sảo ha. Dạ. Rồi, đo luôn anh ơi. Rồi, hoành củ chí này là 38 chú anh chị ơi, củ đặc. Củ đặc 38. Rồi, hoành thân chí này là 14. Rồi. Chiều cao là 80 của chú anh chị ơi. 80 luôn. Rồi cây số 12 này em xin giao lưu với giá là 700k luôn của chú anh chị ơi. Rồi 700k ship tới nhà bà con ơi. Tiếp tục là cây số 13. 13. Đây cây này dáng rất quái không chú anh chị. Rồi xin chờ dòng nhẹ đến ơi. Đây cây này nó mọc mấy nhánh mà đế này rất đẹp quá chú anh chị. Xem về dòng đi, xem về dòng đi. Đây mặt bông này của chú anh chị coi nè, rất đẹp nha chú anh chị, hồng phấn luôn của chú anh chị ơi. Có luôn ha. Dạ. Cái này là về là bao chơi Tết luôn của chú anh chị ơi. Bông đẹp mà đế đẹp luôn của chú anh chị ơi. Một cốt luôn. Mà giá cũng đẹp luôn. Giá đẹp. Giá rất mềm. Rồi đó luôn. Hoành thân chí là 13. Rồi 13. Chiều cao là 90. Rồi. Rồi cây số 13 này em xin giao lưu với giá là 600k của chú anh chị ơi. Rồi 600k bà con ơi, đổi luôn. Tiếp tục là cây số 14. 14. Đây cái bộ đế này dày luôn nha chú anh chị. Đây là cây số 14. 14. Đây, cái bộ đế nói chung là đặc luôn nha chú anh chị. Đó, cái bộ đế đặc luôn chú anh chị ơi. Bộ đế này về mà mình vô chậu mình moi ra là nó phơi bộ đế lên rất đẹp nha chú anh chị. Củ luôn như đây. Rồi, củ đặc dí này là 30. Rồi. Hoành thân dí này là 17. Rồi, 17 luôn. Chiều cao là 90. Rồi. Rồi cây số 14 này em xin giao lưu giá cũng 700k luôn chú anh chị ơi. Rồi, đổi luôn 700k. Tiếp tục là cây số 15. 15. Đây cũng một cái củ luôn nha chú anh chị, cũng một cốt luôn nha cô chú anh chị. Củ to ha. Dạ. Củ đẹp. Thân cũng đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Vàng tàn dòm rất ok không chú anh chị. Rồi đó luôn. Cái củ này mình đo đây là rất lớn không chú anh chị. Hoành thân vị trí, cái hoành củ vị trí này là 40, củ đặc. Rồi, 40. Rồi hoành thân chí này là 16. Rồi. Chiều cao là 90. 90. Cây số 15 này là em xin giao lưu giá là 500k luôn cô chú anh chị ơi. Rồi đổi luôn. Tiếp tục là cây số 16. Xoay luôn. Cái tàn rất ok nha chú anh chị. Đó, cái tàn đều tàn luôn nha chú anh chị. Hôm nay em về giá rẻ nên em giao lưu giá rẻ thôi chú anh chị. Chơi. Dạ. Thương mại của từng. Giá bình dân luôn chú anh chị ơi. Rồi ok, cho thông số em luôn. Rồi, củ đặc vị trí này là 26. Rồi 26. Hoành thân vị trí này là 16. Rồi. Chiều cao là 90 nha chú anh chị. Rồi, 100. Rồi, cây số 16 này em xin giao lưu giá 500k luôn chú anh chị ơi. Rồi, đổi luôn. Đổi luôn.
Tiếp tục là cây số 17. Đó. Cây này có nhánh rễ lên giờ rất là quái nhau chú anh chị. Đó. Cây này cây tàn giờ cũng rất đẹp đó chú anh chị. Tàn đều tàn luôn nha chú anh chị. Cây mã số 17. Rồi, cũ đặt vị trí này là 31. Rồi, 31. Hoành thân vị trí này là 13. Rồi. Cao mặt bầu bên đỉnh là 80. Cây số 17 này em xin giao lưu giá là 600k luôn chú anh chị ơi. 600 bà con ơi, đổi luôn. Tiếp tục là cây số 18. Đây nè. Rồi nhẹ nhẹ đi anh ơi. Cây này tàn 18 giờ rất đẹp nha chú anh chị. Cũng vậy. Tại cái bầu nó nghiêng. Chú về để cho chậu chỉnh sửa. Cái này tàn rất ok nha chú anh chị. Tàn này củ đặc luôn của chú anh chị ơi. Củ đặc luôn. Rồi đó luôn. Rồi, cái củ đặc vị trí này là 30. Rồi, 30. Hoành thân vị trí này là 16 của chú anh chị ơi. Rồi, 16 luôn. Cao bảo tính là 75. Rồi. 700. Rồi, cây số 18 này em xin giao lưu với giá là 700k luôn của chú anh chị ơi. 700k luôn bà con ơi. Rồi, tiếp tục là cây số 19. Lô này là em bao hàng của chú anh chị là một cốt không nha chú anh chị? Một cốt. Bông đẹp luôn của chú anh chị ơi. Rồi lắc nhẹ luôn. Tiếp tục là cây số 19. Tàn cũng có ha, khá lớn ha. Dạ tàn đẹp mà đế cũng đẹp luôn của chú anh chị ơi. Hôm nay giá rẻ cuối tuần của chú anh chị ơi. Rồi hữu nghị chơi chơi luôn. Dạ. Hoành củ vị trí này là 27. Rồi. Hoành thân vị trí này là 13. Ok. Chiều cao là 80 của chú anh chị ơi. Rồi. Rồi, cây số 19 này em xin giao lưu giá là 500k. Rồi, 500k luôn bà con ơi, ship tới nhà đổi luôn. Và đọc lại số điện thoại anh Tám cái anh ơi. Số điện thoại giao lưu là 0917 359 719 luôn của chú anh chị ơi. Rồi. Đó là số giao lưu luôn. Đây. Cây cuối cùng là em phiến mãi đâu nha chú anh chị. Cuối clip. Giá tri ân luôn. Khách hàng thân thiết. Dạ. Thoại luôn. Nếu mà ai theo dõi tới cây cuối cùng thì giá là rất mềm luôn. Rồi. Rồi đó luôn anh. Rồi, hoành thân vị trí là 16 của chú anh chị ơi. Rồi, 16. Cao mặt bầu đỉnh là 80. Rồi. Rồi, cái này tàn cũng rất đẹp luôn chú anh chị, cái số 20. Tàn đều đẹp luôn. Rồi. Rồi, chi ân với mà cô chú anh chị mà xem clip về cây cuối cùng này em xin giao lưu giá là 300k luôn cô chú anh chị ơi. 300.000 ha. Dạ. Rồi, vậy là cây cuối cùng anh chào bà con cái nơi. Rồi, mã số 20 cũng là cuối clip của ngày hôm nay. Mà cũng cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau ạ. Rồi bãi kiển của anh Tám ở sân rộng ha. Dạ. Rồi tạm biệt hẹn gặp lại luôn bà con ơi. Rồi tạm biệt cô chú anh chị ha. Bãi kiển anh Tám ở thành phố Cần Thơ, sân rộng rất là dễ tìm nghe quý vị. Thì mọi chi tiết giao lưu chúng ta gọi điện thoại cho anh Tám để giao lưu. Giá hữu nghị dễ chơi. Có số điện thoại trên tiêu đề nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho anh Tám vừa qua. Cảm ơn và cảm ơn. Chúc sức khỏe mấy anh luôn. Rồi xem chúng ta nhớ đăng ký kênh để được cập nhật video mới nha mấy anh. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Rồi tạm biệt hẹn gặp lại.